con thấy dân Cali ăn chơi dữ mà con. Ăn chơi tới 3 tháng luôn nha bà con. Còn 1 tháng rưỡi nữa, ăn chơi mới có nửa đông đường nữa. Còn 1 tháng rưỡi nữa nha bà con. À mà trong đây chủ tiệm nhiều lắm nha, ở đây không có dân chơi thường các bà con. Ở trong đây tại vì ngành em nhìn em biết là chủ tiệm nhiều lắm á. Nhưng mà người ta ham vui. À đây là chiếc Phước Lộc Thọ đó bà con. Chơi 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 chơ